Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đời Sống Thường Nhật. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là một số hình ảnh về mình, theo mình nghĩ là ít có nhìn thấy. Đó là hình ảnh nguyên gia đình của nhà chuột giữa ban ngày mà ở trong hang chui ra, cả gia đình ra chén những thức ăn thừa rơi rải ở ngoài sân, trong khi có bác ngỗng đang ăn nữa mà nó vẫn dạng dĩnh ra ăn bình thường, cả gia đình luôn, gần 10 con chuột luôn đó. Mình tình cờ ghi hình được là chia sẻ cho các bạn cùng xem. Các bạn cùng xem cho vui nhé. Thank you.
Video đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.